ASEAN thôi. Dạ. Cái ngoại giao rất là quan trọng, Ừ. cũng như mình với Trung Quốc vậy đó, phải cứ nhẹ nhàng, cái dễ giờ mấy anh này nó đi đâu rồi nó chuẩn bị kỹ lắm. Đúng rồi, dạ. Mai mai có thủ tướng xuống À. luôn. Chương trình thì The Prachanda, he come tomorrow. mình chương trình là chủ yếu ở ngoài kia đây ha, hội Không chính biết phủ. để thầy coi, mình có mặt họ muốn gặp thầy để nói chuyện gì đó để thầy Dạ. coi thử. Dạ. Mình chưa biểu giờ nó làm sao mà thuyết phục, có thật sự ra nếu mà có những người làm mấy cái này nó hòa bình đó, thì thầy nghĩ là có nhiều cái hay đó. À, dạ Phật. À, sao mấy cô tu tập là tốt không? Thì bây giờ con đi qua bên này đó, cái quan trọng nhất là con bây giờ là ra chỗ thánh địa, rồi ở đây Dạ. chỉ thành tâm mấy ngày là có nhiều kết quả, Dạ. nhau có nhiều người đến đây họ không hiểu cái đó là họ tu hoài. Dạ. À. Con được gặp thầy là con thấy cũng Thì đặt ra đỡ lắm. Thế giới giờ ghê quá, con người ta mình hận thù rồi ghê. Không mà thầy nói cái này cũng là sự cố gắng, hôm nay là ổng quản là tới 4 lần, à, bốn lần họ là hoãn một lần rồi, là bốn dự định lần bộ này đến đấy bốn lần rồi mà chưa bốn được. lần thì khi mà thầy mời ông tính qua rồi quản đi, nhưng mà À. những nhân vật này okay. You have the my It's for you à, ok. there. Anh thôi. Rất tiếc là mấy thầy trò mình không có phương tiện á, chứ mình cũng phương tiện đó, mình chứ mời mấy anh này tới nấu cơm mình ăn rồi nói chuyện rồi nó về nó hết quán lộn. Cái người dân bình thường đó, ghê lắm, đừng có nói ai, trong tôn Bưng giáo cũng vậy, phức tạp. Tội nhất là cái chiến tranh xảy ra, tội nhất là phụ nữ và trẻ em. Dạ. Đọc cuốn lòng thì ấn mà lúc mà thầy chỉ chạy đi chạy đàn thầy thương quá chừng. Lúc thầy Thấy ở với thương ba quá. thầy ở dưới bên Bến Tre ha. Thầy kể câu chuyện thầy về ba thầy ở Bến Tre mà lúc mà bom bi nó nổ đúng là Đúng mình rồi. đó, quá cầm. Bây giờ mấy cái tuổi mà nó sanh rồi nó đâu có biết cái khổ đó. Đúng rồi dạ. Dạ.